Bạn đang có nhu cầu mua ạc liên quân giá rẻ, hãy đến với shop đệ tử .vn, nơi bán ạc uy tín, nhanh chóng, chất lượng và hiện đại. Chào mừng các bạn đến với kênh Đệ Tử. Hôm nay là ngày 1 tháng 1 năm 2019, là một ngày đầu năm mới. Mình xin thay mặt cho kênh Đệ Tử chúc anh em dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và phát tài phát lộc nha. Đây chỉ mới là Tết Tây thôi đúng không ạ? Tết ta thì sẽ phải chúc và tạo cái event kiểu khác ha. Bây giờ chúc sơ sơ thôi các bạn ạ. Mập địch không còn nhiều máu đâu nha. Mập địch chưa chịu yến về, Hổng Mang Tiện làm chọn, tiếp tục chính tay Hổng Mang Tiện nữa, và anh ta nằm xuống đeo ngục thuộc về cho Đệ Tử rồi. Anh ta sắp nổ rồi, anh ta nổ mất đi 1000 máu. Tenat thì mình đang được bắn một phát bắn nữa, tinh thần đến từ do mà chấm dứt được luôn. Liên Hoàng Cung chói chân được hai người rồi, Dọn Tiên Bàn vẫn đang chạy, Đệ Tử đang thả chó, và đó là điểm mà ngục kế tiếp của Đệ Tử. Rất nhẹ nhàng và dễ dàng, chúng ta đang chơi với một cái vai trò hỗ trợ, nhưng chúng ta ca ếch mạng ghê quá. Biến về thôi nào. Có một cái điều lý thú trong trận đấu này mà khi mà mình nhắc tới, mình đảm bảo luôn đó sẽ tạo ra một cái tính chất gì đó theo cái kiểu là tế nhị. Hãy chú ý tên của tất cả các thành viên trong trận đánh này. Đó, cụ thể như sau nè anh em. Đầu tiên là mình đi ha. Mình thì tên gì thì bỏ qua một bên đi, mình còn không biết mình tên gì nữa mà. Anh bạn Omen mang tên là Hằng Lớp. Rồi Sephora có chim của ta mang tên là GIV. 20 phút full HD không che. Cái chữ không che là tôi thêm vô thôi anh em. Tên của cô ta chỉ là 20 phút full HD thôi. Đó, nó là như vậy. Còn ông nội John mang tên là Không Sợ Gái, 23 tuổi. Đó, những cái tên nó rất là thú vị đi. Đâu xanh nó, Mập Địch nó kéo được Đệ Tử rồi, nó nuốt chửng luôn. Một cơ hội máu được dùng. Sephora có chim của ta đang nhìn. Hổng Mang Tiện làm chống một nữa, tiếp tục là cơ hội mang chiến. Chiều cuối đến từ Sephora có chim, hồi một lùng áo nhất định, và Omen tốc biến bay vào trong trụ. Anh ta giải dây được cho Đệ Tử và double kill mang vào cho Tenet. Rất khó chịu. Rất may mắn, một tình huống thập tự nhất sinh, nhờ những người đồng đội mà chúng ta có thể sống được các bạn ạ. Và nó cắt quãng đi hoàn toàn cái cốt truyện của chúng ta luôn. Rồi team bên kia nó cũng có những cái tên rất là đặc biệt nữa nè. Chẳng hạn như là John bên kia đi, mang tên là Bình đúng không? Tenat bên kia mang tên là Tình đó. Còn Anete bên kia mang tên là Tình, đúng rồi. Tenat bên kia mang tên là Ba Con Sâu. Ông nội Mập Địch mang tên là Anh Chị Em Miền Tây. Còn cô nàng Lindis mang tên là 24 giờ sọt. Và khi các bạn liên kết những cái tên đó lại với nhau, nó sẽ vô cùng thú vị. Nó sẽ rất thú vị, tôi phải khẳng định là như vậy. Tôi liên kết thử nha. Bình và Tình, Không Sợ Gái 23 tuổi, Vì Có Ba Con Sâu, Anh Chị Em Miền Tây xem GAV full không che HD, sau đó sọt, Hằng và núp lùm đi ỉa. Đó, một cái từ ngữ rất là thú vị. Và khi mà chúng ta đọc cái tên đó, chúng ta hoàn toàn bị quên luôn cả cái tình thế của trận đánh luôn. Phải nói được rằng tôi bị ấn tượng với cái tên là núp lùm đi ỉa của cô nàng Tenat trong tim của tôi. Tại sao cô ta lại dùng từ núp lùm đi ỉa nha? Tại sao đi ỉa mà cô ta lại phải núp lùm nha? Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cái tình huống mà cô ta đi ỉa tại những nơi công cộng, mà cô ta cần cái tôi của cô ta quá lớn. Cái sự mặc cảm của cô ta, cô ta sợ nhục nhã khi mà phải thực hiện cái hành động đó trước một cái nơi công cộng hay gì đó. Đó là cái suy đoán, đó là cái phán đoán của tôi thôi. Thôi quay trở lại trận đánh ngày hôm nay của chúng ta đi ha. Thật tình mà nói, tôi đang bị bối rối, tôi đang bị hoang mang, tôi đang bị mất tập trung với cái team này đây. Khi mà những cái tên của nó làm cho tôi liên tưởng tới nhiều thứ thế nhị quá các bạn ạ. Bây giờ chúng ta sắp có được một đường lính siêu cấp. Con rồng lộn đang ra, nó sẽ được ra và nó sẽ thuộc về chúng ta mà thôi. Xác suất cao là như vậy. Chúng ta đang ở trong một tình trạng chủ động, tất cả mọi thứ đều đang thuộc về chúng ta. Số lượng trụ vẫn đang được bảo hòa. Lindis đang kiểm soát tầm nhìn, cô ta đang ở tại khu vực bùa đỏ đó. Có thể là cô ta sẽ bị lạc lõng. Omen team mình đang bị dính, anh ta chỉ còn vỏn vẹn 2000 máu mà thôi. Anh ta có thể chạy về được bằng cái xác vực. Lindis đang chặn đường kìa, anh ta đang có đồng đội kế bên. Núp lùm đi ỉa làm gì, Hổng Mang Tiện rồi. Chúng được Mập Địch team bạn, Mập Địch kéo Đệ Tử một lần nữa. Cái lệnh bài phòng lần được nổ ra, nhưng nó chủ yếu là màu mà thôi. Mập Địch tốc biến đi, phát đánh thường đến từ Sephora có chim, hay còn gọi là GAV 20 phút full không che gì đó, chấm dứt được Mập Địch. Và Tenat team bạn lộn cái bờ luôn em ơi. Thì cô ta sẽ phải bợ cái gì đó, tôi không biết nữa, chuyện đó đừng bỏ qua đi. Tiếp tục là truyền thiết dành cho núp lùm đi ỉa. Núp lùm đi ỉa đang được tỏa sáng. Tuy rằng cô ta núp lùm, cô ta đi ỉa, nhưng cô ta bắn rất ghê. Cô ta bắn rất thốn và khiến cho đối phương phải lùi bước. Và những tình huống như vậy tôi sẽ gọi là thốn lùi. Núp lùm đi ỉa, một mình cương tim luôn à. Cô ta đang lùa và bắt buộc tất cả những thành viên team bạn phải tránh ra xa trước cái sức mạnh, trước cái khả năng đi ỉa núp lùm của cô ta.
rất khó chịu và kinh dị nha. Mập địch kéo trật lất một lần nữa rồi, đợt lính con xe vẫn đang tràn vào. Đệ tử đang cố gắng bảo vệ cho núp lầm đĩa đậu xanh nó. Không hiểu tại sao tôi lại chú tâm đến cô nàng núp lầm đĩa như vậy. Núp lầm đĩa vẫn đang bắn kìa, cô ta đang lấy gió cực kỳ tuyệt vời với tuyệt kỹ núp lầm đó. Cô ta đang bị nổ sát thương, không sao cả, cô ta vẫn đang lấy gió. Cô ta bật ưng nhãn. Alo alo, đậu xanh nó không hiểu tại sao hình như là cái phần mềm làm clip nó bị hư hết các bạn ạ. Nó bị lỗi nó hay gì đó, lúc nãy tự nhiên đang ghi âm cái tín hiệu âm thanh nó mất tiêu luôn. Tôi cứ ngỡ rằng nó bị hỏng hay gì đó làm la làng thấy bà luôn anh em ạ. Sorry anh em nha, tôi sẽ khắc phục trong clip tới, tôi sẽ tìm một cái phần mềm ghi âm nó chuẩn hơn. Tại nơi kia, Lindis mắc kẹt rồi em ơi. Zebra có chim lao vào, con chó khốn nạn của đệ tứ nhốt được Lindis tim bàn và một phát đánh thường đến từ ba con sói chấm dứt được luôn. Bốn đi mà ngục rồi, núp lầm đĩa đâu mất tiêu rồi, núp lầm đĩa đang đẩy lính à, đậu xanh nó. Zebra có chim tung chiêu đi, mập địch kéo kìa, kéo trúng lên người của Zebra có chim, hồi được một lượng máu, lệnh bài phong thần được đổ ra, bảo kê được cho Zebra có chim. Núp lầm đĩa đâu mất tiêu rồi, núp lầm đĩa đây này, cô ta đang được bắn đây này, cô ta bắn cực kỳ thốn và đứt bù kêu mang về cho cô ta. Rồi không nghĩ rằng con số này sẽ dừng lại và đệ tứ cao ít được một cái triple kill, trụ bắn chúng ta không sao cả, chấm dứt được trận đấu luôn rồi. Rất nhẹ nhàng và dễ dàng, trận đánh nó quá ngắn đi. Mình sẽ làm một clip khác, clip này nó ngắn quá. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu để xem video nha. Đậu xanh ô vãi nồi, được núp lầm đĩa MVP. Nào, 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 nào
Bây giờ mình sẽ giới thiệu với anh em một ứng dụng giúp anh em leo hàng dễ dàng, đó chính là Hubo. Ứng dụng này có tính phí nha anh em. Hubo cùng chơi game là ứng dụng tuyệt vời để giúp bạn tìm kiếm dễ dàng những người đồng đội dễ thương và đầy tài năng chỉ bằng vài thao tác đơn giản. Hello mọi người, đặt hẹn leo rank của mình nhé. Cơ hội trở thành một trong những huấn luyện viên cực dễ thương và đẳng cấp đến từ Hubo. Tiện lợi, bổ ích và thân thiện. Còn chờ gì nữa, hãy tải Hubo trong ngày hôm nay đi nào.